Ở video trước, chúng tôi đã chia sẻ thông tin về dòng máy cắt CNC 4 đầu thay dao độc lập, về cấu tạo, chức năng, ứng dụng và lợi ích to lớn khi chuyển đổi từ các dòng máy truyền thống sang máy cắt CNC. Trong video hôm nay, tôi sẽ giới thiệu thêm một dòng máy cắt CNC 1 đầu 12 dao thay tự động để anh chị có thêm sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu công việc của mình. Về tổng quan bên ngoài của máy cắt CNC 1 đầu 12 dao thay tự động này, không có nhiều sự khác biệt so với dòng máy cắt CNC 4 đầu thay dao độc lập. Máy gồm 3 bộ phận chính đi cùng nhau. 1 là tủ điện điều khiển, 2 là mặt bàn làm việc, 3 là máy hút chân không. Phần kích thước cũng giống nhau. Kích thước tổng thể của cả máy là 3m80cm, rộng là 2m26cm, cao là 2m55cm. Kích thước mặt bàn làm việc của máy có chiều dài là 2m60cm, rộng là 1m25,5cm. Để hoạt động được máy, chúng ta cần phải có nguồn điện 380V. Các chi tiết lắp ngoài cần phải mua thêm là máy nén khí hơi cùng với máy hút bụi để anh chị chúng ta sử dụng. Các trục XYZ của máy đều được điều khiển bằng động cơ sẹc vô với độ chuẩn xác cao. Mặt bàn làm việc giữ phôi được chạy bằng động cơ hút chân không làm mát bằng nước với công suất là 7,5 kW. Hệ thống chuyển động của máy được chạy trên các dây trượt và thanh trượt được nhập khẩu từ Đài Loan. Hệ thống ống hút bụi được bố trí gọn gẽ ở các sờ ni bơ và mặt bàn làm việc để đảm bảo được hạn chế tối đa bụi bẩn bay ra ngoài không khí trong quá trình máy vận hành. Kết cấu khung bên ngoài của máy đều được làm từ chất liệu thép đặc biệt, đảm bảo độ bền bỉ chắc chắn trong quá trình sử dụng. Điểm khác nhau của hai chiếc máy này là máy cắt CNC này chỉ có một trục. Phần dao được gá trên động cơ Sniper có công suất lớn hơn là 7,5 kW. Tốc độ vòng quay là 12.000 vòng trên 1 phút. Đi kèm với đó là 12 dao được gá trên động cơ của trục, giúp chúng ta có thể thay thế, lắp đặt dao một cách linh hoạt trong quá trình sử dụng, để cho máy có thể gia công được những sản phẩm chi tiết, cầu kỳ và tinh xảo theo những bản thiết kế khó và nhiều chi tiết. Còn về tủ điện điều khiển này, vẫn giống y hệt với dòng máy cắt CNC 4 đầu, sử dụng phần mềm LNC để vận hành. Bên trong của tủ điện điều khiển được bố trí một không gian rộng rãi với thiết kế gọn gàng, lắp đặt những bộ phận quan trọng sau của máy. 1 là driver, 2 là automat, 3 là biến tần, 4 là bộ điều khiển LNC, 5 là khởi động từ và rơ le nhiệt. Về các nút nguồn và giao diện của phần mềm LNC này cũng được vận hành các trục XYZ giống y hệt như chiếc máy cắt CNC 4 đầu. Chỉ khác nhau là ở bộ phận điều khiển này chúng ta chỉ có một sniper và một gá đỡ được lắp đặt 12 dao có sẵn để thay thế khi sử dụng. Còn về chiếc máy cắt CNC 4 đầu, chúng ta có 4 sniper độc lập, đó là sự khác biệt. Nói chung về hai chiếc máy cắt CNC này đều có mục đích là dùng để phay gỗ và cắt gỗ. Nhưng ưu điểm của chiếc máy cắt CNC 4 đầu sẽ phù hợp cho anh chị chúng ta. Sản phẩm không quá cầu kỳ, mẫu mã đơn giản, tập trung nhiều vào sản lượng và năng suất thì chiếc máy cắt CNC 4 đầu thay dao độc lập sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho anh chị. Còn về ưu điểm của chiếc máy cắt CNC 1 đầu 12 dao thay tự động này sẽ thích hợp cho xưởng sản xuất của anh chị làm những sản phẩm phức tạp cao, độ tinh xảo, cầu kỳ, khó làm. Vì tính cơ động thay lắp các mũi dao nhanh, thực hiện quá trình làm việc ở những chi tiết khó. Vì khi anh chị lập trình bản thiết kế, máy sẽ tự động di chuyển đến vị trí dao cần làm việc, cắt và làm theo yêu cầu bản thiết kế của anh chị mà không mất quá nhiều công để thay dao, làm gián đoạn quá trình vận hành máy. Đó là những chia sẻ của Vinachi Việt Nam chúng tôi để anh chị hiểu hơn về chiếc máy cắt CNC 1 đầu 12 dao thay tự động và chiếc máy cắt CNC 4 đầu thay dao độc lập, để anh chị tham khảo và cân nhắc lựa chọn sản phẩm, tận dụng tối đa ưu điểm của máy
lựa chọn những dòng máy chính xác phù hợp với mô hình sản xuất của anh chị. Vinachi Việt Nam chúng tôi sẵn sàng tư vấn, giải đáp cho anh chị nhằm xác định các dòng máy phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, khi anh chị mua sản phẩm của Vinachi Việt Nam chúng tôi sẽ được hỗ trợ tận tình lắp đặt máy tại xưởng của mình, tư vấn thiết kế file phù hợp với nhu cầu sử dụng, bảo hành, bảo dưỡng khi tới định kỳ của máy. Anh chị chúng ta đang xem clip có những câu hỏi hay thắc mắc khó khăn gì có thể comment xuống dưới phần bình luận. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo.